Anh chàng gia đê này từng là một tù nhân nhưng ngày nào anh cũng luyện thái cực quyền một cách hăng say, rảnh rỗi thì chơi cờ với một ông lão. Tuy nhiên tối đến anh lại là một võ sĩ quyền anh, mỗi khi lên sàn đấu anh thường ra tay vô cùng tàn bạo, mỗi cú đấm của anh uy lực đến nỗi khán giả đứng bên cạnh cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Gặp bất cứ đối thủ nào cũng chỉ vài cước, anh đã cho đối phương đắp mộ. Dường như các võ sĩ nào gặp anh cũng không khác gì đi gặp thần chết, đối phương khó có cơ hội để ra tay. Ngay cả sử dụng kiếm cũng vô cùng thuần thục. Sức mạnh của anh khiến cho các võ sĩ quyền anh nghe thấy tên cũng đã tái mặt. Ngay cả những tên trùm buôn vũ khí lớn nhất thế giới cũng phải khiếp sợ. Anh được mệnh danh là Lý Tiểu Long phiên bản da đen lừng danh trong giới võ thuật. Tuy nhiên anh ta đánh nhau không phải là vì tiền, cũng chẳng phải vì gái đẹp mà vì giữ lời hứa với một ông bạn trong tù. Vậy lời hứa đó là gì mà lại khiến một tù nhân trở thành một võ sĩ số 1 như vậy? Thì mời các bạn cùng mà review tóm tắt bộ phim Xương và Máu đã từng làm điên đảo các phòng vé năm 2009 nhé! Câu chuyện bắt đầu trong một nhà tù nọ, tên dâu sồm da đen hổ báo cáo trồn dẫn theo 5 đàn em đến, dàn mặt nam chính của chúng ta là anh chàng Bon. Chúng muốn anh phải làm đàn em cho chúng, tên nào cũng cầm theo hung khí để uy hiếp, tuy nhiên anh lạnh lùng đáp, cho chúng mày 5 giây để biến khỏi đây, nếu không bằng giờ năm sau sẽ là ngày giỗ của 5 thằng mày. Tên mồm lông khinh bỉ liền xông lên thì bị ăn ngay một cước ngã gục, những tên khác xông vào thì nhanh chóng cũng bị ăn hành sấp mặt. Sau đó Bon hỏi chúng một câu, mày có biết bố mày là ai không? Cứ như thế, Bon trải qua thời gian bóc lịch trong tù mà không bố con thằng nào dám động vào. Sau khi ra tù, anh tìm thuê một căn nhà xã hội ở trung tâm thành phố. Cô chủ nhà tốt bụng không có chồng nên đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi. Khi nhìn thấy Bon, cô có phần e ngại vì nghĩ anh là đầu gấu sẽ khiến lũ trẻ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không hiểu sao cô vẫn đánh liều cho anh thuê. Còn ở khu vực này thì rất thịnh hành các cuộc thi quyền anh, màn đêm buông xuống cũng là lúc những tay đấm ra sức đi đường quyền để kiếm tiền. Không chỉ có nam giới mà ngay cả phái đẹp cũng được tự do tham gia. Đây cũng là cơ hội để những người thích cá cược đỏ đen kiếm tiền một cách bất hợp pháp giữa lòng thành phố. Đây là Pinpon, một anh chàng chuyên môi giới các vụ đấm bốc ở nơi này. Ngày hôm nay hắn mang đến một võ sĩ cao bồi miền Tây với biệt danh sát nhân trên đồng cỏ. Tuy nhiên lúc này James, một tên trùm của nơi này cũng đến và muốn đấu với Pinpon. James mang theo một tay đấm uy mãnh vô cùng to lớn, nặng đến 300 kg. Anh ta có xuất thân từ châu Phi với biệt danh là võ sĩ quai búa chưa biết mùi thất bại là gì. Pinpon hiểu rõ phần thắng của mình là rất thấp, tuy nhiên trận đấu này bắt buộc phải đánh vì James là một kẻ có uy quyền rất lớn ở đây. Nếu không đánh, hắn sẽ không để cho anh yên. James là người chuyên tổ chức các giải đấu quyền anh lớn để cá cược kiếm tiền. Ngoài ra hắn ta còn là tay sai chuyên giúp các quan chức cấp cao giải quyết những vấn đề bê bối chính trị. Chính vì thế hắn rất có chỗ đứng trong cái thành phố này và không ngán bất cứ ai. Hắn vô cùng độc ác, vì tiền mà ngay cả bạn thân cũng ra tay sát hại, hay ngay cả những cô gái chân yếu tay mềm hắn cũng chẳng có chút nào gọi là thương hoa tiếc ngọc. Trận đấu diễn ra, sát nhân đồng cỏ đấm một phát vào đầu của quai búa, nhưng hắn ta chẳng xi nhê chút nào mà còn suýt bị gãy tay. Chỉ sau 5 giây, sát nhân đồng cỏ đã bị cho đi nghỉ mát tại văn điển. Rõ ràng hai người không cùng đẳng cấp, Pinpon ngậm ngùi trả 5.000 đô cho James đầy cay cú. Mọi sự việc ở đây đều được Bon chứng kiến. Lúc sau, Pinpon ra xe uống rượu giải sầu, Bon đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Anh đề nghị Pinpon sắp xếp cho anh giao cấu võ thuật với gã da đen quai búa vừa rồi, tiền kiếm được sẽ chia 4-6. Do Pinpon vừa mất đi một tay đấm và lời đề nghị của Bon khá hấp dẫn nên anh ta ngay lập tức đồng ý. Tuy nhiên Bon hiện giờ chưa có tư cách đánh với quai búa vì anh chưa có tên tuổi trong giới giang hồ, bắt buộc Bon phải chứng minh bản thân. Vì vậy Pinpon sẽ sắp xếp cho Bon giao đấu trước với một vài tên khác để gây sự chú ý. Khi hai người quay lại cuộc thi thì gặp nhóm người của James, bỗng dưng nam chính Bon cứ nhìn chằm chằm vào con ghẹ của hắn ta là Angela khiến James có phần không vui. Ngay lập tức, James đá lưỡi với bạn gái để khẳng định chủ quyền, tuy nhiên Bon chỉ nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Sau đó James có việc phải xử lý nên vội vã rời đi nên không có chuyện gì xảy ra. Để kiếm được trận solo cho nam chính Bon, Pinpon gạ kèo 5-1 với anh bạn kính đen để cho Bon có cơ hội giao đấu. Vì là người quen nên anh kính đen đã đồng ý cho Bon thi đấu với người của anh ta. Do là kèo 5-1 nên nam chính Bon mà đánh thua thì Pinpon chỉ có đường đi nhảy sông vì sàn nghiệp. Tuy nhiên chỉ với hai cước, Bon đã hạ gục được đối thủ. Mọi người có mặt đều rất kinh ngạc, còn Pinpon thì vui mừng vì gỡ được một khoản tiền lớn. Từ đây, Pinpon đã coi Bon là người anh em cùng chung chiến hào. Anh ta nói với nam chính rằng với sức mạnh của anh thì trong tương lai sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, Bon không quan tâm đến việc đó mà chỉ hứng thú với người tình của tên trùm James vừa nãy. Theo như lời Pinpon kể lại, Angela là một ca sĩ hát thánh nhạc đã có chồng nhưng vô tình lọt vào mắt của tên trùm James. Hắn đã cài bẫy chồng cô vào một vụ giết 3 người, sau đó chồng cô bị tống vào tù. Tuy nhiên, James vẫn không tha nên đã sai người sát hại anh. Từ đó, hắn ngang nhiên chiếm đoạt Angela một cách bẩn thỉu. Điều tệ nhất là đứa con trai của Angela với chồng mình cũng bị hắn đưa đi mất. Từ đó, Angela ngày đêm rơi vào nghiện ngập ma túy đá. Ngay tối hôm đó, tên đàn em đã đem video quay lại cảnh nam chính Bon một cước hạ gục tên sát thủ cho tên trùm James xem. Chuyện này thu hút sự chú ý của hắn.
Tối hôm sau, Pinball lại đưa nam chính Bon của chúng ta đến thi đấu. Pinball ngay lập tức gạt được một kèo với tên trùm đầu chọc. Anh tiếp tục cược 5.000 đô cho nam chính Bon đánh với tên đàn em mạnh nhất của đối phương. Pinball có phần áp lực vì anh biết đối phương không phải dạng vừa đâu. Kết quả là vừa lên sàn chưa được 3 giây, Bon chỉ cần một đấm đã cho hắn bới đất tìm răng. Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, Pinball vui mừng lỡ mồm nói, anh chàng của tôi có thể một đấu hai. Tên chồng ngay lập tức cử ra hai người, Bon không hề sợ mà còn nói càng đông càng vui. Sau khi vào sân, hai tên này cũng chưa đầy 30 giây đã bị Bon đo ván đóng quan tài. Tên chồng hoảng loạn cử luôn thêm 3 tên nữa, nam chính Bon nhẹ nhàng đi đường quyền bón hành cho bọn chúng sấp mặt. Bon đòi tổng cộng 30.000 đô cho 6 mạng. Tuy nhiên tên chọc chơi bẩn định ăn quỵt nên đã nhét tiền vào họa mi thách thức rồi phái toàn bộ đàn em lên dã nam chính. Bon nhẹ nhàng đi vài đường quyền đã hạ gục được bọn chúng và đến cướp lại tiền cho Pinball. Kể từ đó trở đi, Bon tiến thẳng vào con đường công danh. Ban ngày anh luyện thái cực quyền, rảnh thì thi đấu cờ với ông lão cùng nhà cho khuây khỏa. Đêm đến là lúc anh đi thi đấu quyền anh, võ công của anh quá mạnh, sở trường là lấy mềm thắng cứng cho nên những kẻ đấm càng mạnh thì càng không đánh được anh. Chỉ có những người linh hoạt thì còn cầm cự được với anh một lúc. Chỉ một thời gian ngắn, cái tên của anh đã nổi như cồn trong làng quyền anh và kiếm được rất nhiều tiền cho Pinball. Điều này như cứu được cuộc đời Pinball khiến anh ta vô cùng xúc động. Bon đã giành được cơ hội đấu với kẻ cần đấu là gã khổng lồ quay búa, thuộc hạ số 1 khủng nhất của James. Tối hôm đó Bon trở về nhà, cô chủ nhà Tamara rất quan tâm anh nên đã sơ cứu vết thương cho anh. Bon hỏi tại sao cậu bé Jajess lại luôn đứng bên cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ. Qua lời của Tamara, Bon biết được rằng cậu bé chính là con của Angela, cô ả tình nhân của James. Cậu bé đang ngày đêm đợi cha mẹ mình tới đón. Không những thế, Tamara và cả cậu bé Jared đều thích thái cực quyền nên Bon đã không ngại dạy cho hai người vài đường cơ bản. Từ đó tình cảm của họ đi lên rõ rệt. Tamara khuyên anh không nên dính líu đến thi đấu quyền anh nữa, nhưng Bon nói mình tự biết bảo vệ bản thân, trận chiến cuối cùng cũng đã đến. Trước khi giao đấu, tên thuộc hạ của James còn tiêm cho gã khổng lồ quay búa một mũi để thêm phần hưng phấn. Dù có cơ thể cường tráng mạnh mẽ nhưng Bon vẫn không hề sợ hãi, hắn ra đòn mạnh như hổ không linh hoạt nên chẳng thể nào chạm được vào nam chính. Bon dùng liên hoàn đá khiến gã khổng lồ quay búa ngất trên cành quất chỉ bằng vài đường cơ bản. Tất cả mọi người và James vô cùng sững sờ trước sức mạnh của Bon. Tuy là trùm của đất này nhưng James vẫn phải ngậm ngùi đưa tiền cho Pinball. Sau đó, hắn đã mời Bon đến nhà để ăn mừng chiến thắng. Không ngờ Bon lại đồng ý ngay. Đến nhà James, ánh mắt của Bon lại nhìn chằm chằm vào Angela một lần nữa, khiến James nghi ngờ một điều gì đó. Sau đó, James muốn mời Bon tham gia một trận thi đấu quyền anh quốc tế. Nó không phải là những trận đánh nhỏ vài ngàn đô mà tiền cược lên tới 5 triệu đô. Người tổ chức toàn là những người giàu có. Nếu Bon tham gia thi đấu thì đối thủ của anh sẽ là võ sĩ số 1 thế giới có biệt danh là Khoai To. Tên này cực kỳ lợi hại, đã từng đánh chết 4 người trong một trận đấu. Hắn còn là con cưng của một ông trùm buôn vũ khí hàng đầu thế giới, McVay. Nếu Bon đánh thắng thì nửa đời còn lại sẽ trở thành triệu phú. Trước những lời ba hoa chích chòe của James, Bon chỉ nói để mình suy nghĩ. Để thuyết phục Bon, James đã bắt cô tình nhân của mình là Angela phải vào phục vụ anh một trận tới bến. Angela không hề muốn nhưng do nghiện nặng và James đe dọa nên cô miễn cưỡng đồng ý. Vào trong phòng, Bon đưa ra một bức ảnh. Người đàn ông trong hình chính là chồng của Angela. Cô ấy bật khóc nức nở. Thì ra sau khi chồng cô ấy bị James tống vào tù thì ở cùng phòng với Bon, hai người trở nên thân thiết như anh em. Sau đó, James đã cử người giết hại chồng cô trong tù. Trong lúc hấp hối, anh ta đã nhờ Bon nhất định phải chăm sóc và bảo vệ vợ con mình. Bon chú ý tới cô không phải vì thích cô mà để bảo vệ cô. Tất cả những điều anh làm là thực hiện lời hứa với chồng cô. Sau khi Bon nói anh đã tìm thấy con trai mất tích của Angela đang ở đâu, cô vô cùng vui mừng. Hai người ra khỏi phòng, hai người giả vờ hạnh phúc khi được làm tình cùng nhau và khiêu khích chê James yếu sinh lý. James vì dụ dỗ Bon thi đấu và vô cùng cay cú nên đã tặng luôn cho anh cô bạn gái. Bon thành công đưa được Angela đi, anh nhanh chóng đưa cô tới trung tâm cai nghiện và hứa nếu cai thành công ma túy thì anh sẽ cho cô được đoàn tụ với con. Cũng lúc đó, tuy Bon chưa đồng ý thi đấu nhưng James đã ngay lập tức cầm 5 triệu USD đến gặp ông trùm buôn vũ khí hàng đầu thế giới McVay để thách đấu với tay võ sĩ khoai to của anh ta. Sau một hồi thuyết phục khô cả họng, nhưng do Bon chưa có tên tuổi trong giới quyền anh nên ông ta không đồng ý. Nhưng vì những việc mà James đã giúp ông ta giải quyết từ trước đến nay nên ông ta cuối cùng cũng đồng ý. Rồi chỉ còn đợi Bon nữa là xong, tuy nhiên sau khi James nói đã đặt cược 5 triệu đô cho anh thi đấu với tên khoai to thì Bon lại nói mình sẽ không tham gia. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận và lấy cô chủ nhà Tamara tốt bụng ra để uy hiếp. Để bảo đảm an toàn, Bon bảo Tamara đưa bọn trẻ đến khách sạn trốn trước. Sau đó để tạo áp lực cho Bon, hắn còn dã man ra tay với ông già trông trẻ hay chơi cờ với anh. James cũng sai đàn em đi bắt Pinball và nữ chính Angela để tạo áp lực lớn hơn nữa cho Bon, ép Bon thi đấu. Tên võ sĩ quay búa đưa mấy người đến quán bar bắt Pinball. Hắn lên gối xuống chảo rồi ném Pinball như một quả bóng khiến anh vô cùng đau đớn. Đúng lúc nguy kịch thì Bon đã xuất hiện. Anh không tặng nắm đấm mà tặng cho bọn chúng vài viên kẹo đồng ngọt lịm. Ở phía khác, James cũng đã cử vài tên đàn em đột nhập vào trung tâm cai nghiện để bắt Angela. Tuy nhiên khi vừa mở chăn ra thì lại là Pinball đang cầm súng. Bon cũng xuất hiện ở phía sau tà sung hữu đột quét sạch bọn này.
James gọi cho thuộc hạ để hỏi tình hình thì không ngờ Bon lại là người nghe máy và còn nói, hãy đặt quan tài sẵn cho mày đi. Biết được mục tiêu tiếp theo Bon sẽ tới tìm mình, James cao tay hơn đã dụ Bon tới nhà của ông trùm buôn vũ khí và đồng thời bảo ông ta sẽ thi đấu trước thời hạn. Khi nam chính đến mới biết mình đã trúng bẫy rồi, một lũ nhà giàu cùng đám bảo vệ với hàng nóng đứng vây quanh. Tại đây, Bon đã nói đến chồng của Angela thì James vô cùng cay cú. Giờ hắn mới biết rằng Bon tìm tới hắn là để báo thù cho chồng của cô ta. Nhưng cái mà ông trùm buôn vũ khí cần không phải là cãi lộn mà là đấm nhau. Ngay lập tức võ sĩ khoai to của ông đã xuất hiện. Hắn ta mặc vest lịch lãm và vô cùng tự tin. Bon biết lúc này mình không đánh cũng phải đánh. Thấy tình hình nguy cấp, anh bạn Pinpon ở ngoài đã báo cảnh sát về tội ác của James. Hai bên bắt đầu trao dồi võ thuật, tên khoai to thực sự cũng có chút võ công, liên tục mấy hiệp nhưng vẫn không hề yếu thế. Nhưng rồi hắn đã làm ra động tác khiêu khích, Bon bực mình nên khoai to ông cũng đập, anh ra tay tàn nhẫn. Áo sơ mi có trắng mấy anh cũng mặc kệ, tên khoai to bị đánh cho tan tác, cứ đứng lên là bị đánh ngã. Cuối cùng chuẩn bị kết liễu khoai to thì Bon lại đập tay xuống đất chủ động nhận thua, rõ ràng Bon đã cố ý khiến cho James xấu mặt. Vô cùng cay cú vì mất 5 triệu đô và bao công sức, James lấy kiếm lao lên lôi đài. Đám nhà giàu bị dọa chạy toán loạn, ông trùm buôn vũ khí bảo thuộc hạ ném cho Bon một thanh kiếm. Bon đi vài đường vô cùng lưu loát nhưng rồi anh lại ném kiếm đi và chỉ sử dụng vỏ kiếm. Bon đánh cho James lên bờ xuống ruộng, cứ đứng lên anh lại quật ngã. Chơi chán thì Bon xin cánh tay để trả thù cho anh bạn trong tù. Lúc này, cảnh sát do Pinpon bảo cũng tới, Bon liền chim én để lại James và ông trùm. Sau một thời gian, Angela cai nghiện ma túy thành công, cô vui mừng khi được đoàn tụ cùng con trai. Cô chủ nhà Tamara muốn Bon ở lại nhưng anh vẫn nhất quyết rời đi. Anh nghĩ có lẽ anh đi sẽ trả lại yên bình cho nơi này và điều đó sẽ tốt hơn cho những đứa trẻ và mọi người. Bon để lại một số tiền, anh muốn Angela sau này sẽ được ở lại đây nuôi dạy cậu bé Jared khôn lớn trưởng thành. Cuối cùng, anh cũng đã thực hiện xong lời hứa với người bạn quá cố trong tù. Bon và Pinpon mỗi người đi một đường, nhưng tự hứa với nhau sẽ bỏ sàn đấu để kiếm những đồng tiền trong sạch. Còn tên trùm James, sau khi bị cảnh sát bắt, hắn đã bị tống vào tù bóc lịch và bị lũ đàn em của chính mình năm xưa hành hạ lên bờ xuống ruộng cực thốn. Bộ phim do võ sĩ Michael J. White thủ vai nam chính Bon. Ngoài đời, anh là người sở hữu đai đen của môn võ karate, môn judo và 7 môn võ khác. Bên cạnh đó, anh còn rất giỏi các môn võ thuật của phương Đông, đặc biệt là Thái cực quyền. Michael J. White còn được biết đến là bậc thầy võ thuật có ảnh hưởng nhất với thế giới chỉ sau Lý Tiểu Long. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Link phim mình để trong mô tả để các bạn có thể xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you. Bye bye!